Đến quý vị các bạn một dòng xe X3 bùng nổ về doanh số và một màu sắc cực kỳ đặc biệt của dòng X3. Như các bạn đã thấy, X3 có một phần đầu khá 2021, đó là phần mặt ga lăng bao gồm hai cụm hốc gió mới được mạ đen hoàn toàn, đen bóng rất là đẹp. Cái này là công nghệ sơn trên đàn piano rất là bóng, rất là đẹp và sáng. Tiếp đến mình qua đến phần hông xe. Phần hông xe điểm nổi bật nhất là hai cụm. Chứ không phải mình nói.
đây là cái logo coi cái gì mũi hổ cái gì còn đứng che mấy cái chi tiết của mình rồi đó, mình phải ưu tiên nào, mình phải đây đó để mà phải ăn gian ra để có thể nhìn thấy mặt của mình. Với các anh chị thấy sao, phía trong đây nó tối nè, bên đây nó lại sáng nè. Ưu tiên nếu mình giới thiệu cái sườn xe ưu tiên đứng máy sáng mình quay gì đúng không ạ? Đó mình ưu tiên, nói chung là nó có những cái kinh nghiệm nó nhanh nhanh nhỏ. Anh nói rất là đúng, những cái thông số anh có thể là chính xác hoàn toàn đó. Nhưng biết sao, nó từ từ lại ở kiểu giống như mình là một cái người mà dạo chơi, mình được cái show nhiều quá, mình được cái show nhiều quá, có khi người ta cái khẩu vị của mình theo rồi. Mình nói một cái những cái câu từ mà nó mang lại cảm xúc nó gần gũi á, thì nó sẽ hay hơn. Nó là mỗi người mỗi trường phái thôi ha, còn anh chị có thể định hướng ra mình đi theo cái trường phái nào đó thì ok. Cảm ơn anh. Xin chào quý vị và các bạn, tôi Đạt, trưởng nhóm bán hàng BMW Sala, hôm nay xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn một dòng xe X3 bùng nổ về doanh số và một màu sắc cực kỳ đặc biệt của dòng X3 đó. Như các bạn đã thấy, X3 có một phần đầu khá bề thế, được nổi bật bởi cụm đèn và cụm lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng. Nổi bật cho phiên bản 2021 đó là phần mặt ga lăng bao gồm hai cụm hốc gió mới được mạ đen hoàn toàn, đen bóng rất là đẹp. Này là công nghệ sơn trên đàn piano, rất là bóng, rất là đẹp và sáng. Tiếp đến mình qua đến phần hông xe. Phần hông xe, điểm nổi bật nhất là hai cụm mâm khoảng 19 inch sáng bóng và có gì khe gió rất nổi bật, giúp tăng khí động học cho xe. Mâm xe là một điểm rất đặc biệt trên các dòng xe BMW, đặc biệt là BMW X3 được trang bị lớp Rain Plus sẽ giúp chúng ta an toàn hơn khi chạy ở tốc độ cao mà gặp sự cố như xịt lớp hay là bị cán đinh thì chúng ta vẫn chạy được một tốc độ rất là dưới 80 km/h, vẫn giữ vững được tay lái. Xin mời quý vị và các bạn đến với phần đuôi xe. Phần đuôi xe là điểm gần như là đẹp nhất trên xe BMW. Nó sẽ được nổi bật bởi logo BMW to bản ở chính giữa. Và tiếp đến là phần đèn hậu nổi khối 3D. Cái này được mô phỏng giống như là nham thạch của núi lửa vậy, rất là sáng, rực rỡ khi bạn đạp phanh vào ban đêm. Một điểm cực kỳ là hấp dẫn và cuốn hút đối với tất cả các khách hàng và cũng như là những người yêu quý BMW, đó là phần nội thất của BMW. BMW nổi trội nhất là do cảm giác lái và độ cách âm. Thì vì trên tay Đạt đây á, đang cầm vào cái vô lăng của BMW là bản phiên bản thể thao, thì những chỗ cầm tay của chúng ta đều có những cái gờ, những điểm tựa để chúng ta cảm giác lái tốt hơn. Ở đây là hộp số 8 cấp của BMW, hộp số chứa danh. Cái này á, nó rất là khác biệt khi mà chúng ta chuyển số hoặc là sang số ở chế độ thể thao. Trên đây là màn hình cảm ứng đa phương tiện mới nhất của BMW của năm 2021. Chúng ta đều có bản đồ, đều có GPS định vị, rất là thuận tiện. Tiếp đến, Đạt xin phép giới thiệu đến các bạn là cái khoang động cơ của BMW. Một niềm tự hào mới, đó là động cơ Twin Power Turbo. Động cơ có cuộn kép. Động cơ turbo cuộn kép thì đặc điểm của động cơ này rất là êm, cách âm tốt và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta thấy hai thanh dằn của động cơ này sẽ giúp thân xe ổn định hơn khi mà chúng ta vận chuyển ở những cái cung đường nó hơi sắp một chút hoặc cung đường gồ ghề, giúp xe giữ vững hơn về khoảng cách. Và điểm đặc biệt nữa, những khách hàng của BMW rất là quan tâm, đó là đối với dòng xe SUV thì khả năng lội nước của nó là bao nhiêu. Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái hộc hút gió của BMW nó rất là cao,
rất là cao, gần như là bằng cái động cơ luôn, nên chúng ta có thể đi nước thoải mái. Vừa rồi Đạt vừa giới thiệu sơ tổng quát về chiếc BMW X3, mong các bạn có gì góp ý thêm để Đạt được cải thiện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like và subscribe cho Đạt.